Xin mời, mời vào. Đà tạ thí chủ. Ê, ê, con chó này, sao lại cắn người ta lung tung vậy hả? Đi vào nhà ngay. Xin lỗi, ngài có bị thương chỗ nào không? Không sao, ta không bị thương, ta không có sao cả. Thực tình xin lỗi ngài, chỉ tại tôi không quản tốt con chó. Con chó này thật có thiện căn, nó chẳng qua chỉ là con chó nhỏ, nhưng lại đối với vị tỳ kheo kia rất có tâm cung kính. Vị tỳ kheo này nhất định là một vị đại đức, ta nên cung kính cúng dường vị ấy mới được. Tôn giả, tôi muốn mời ngài đến nhà để cúng dường, không biết ý tôn giả thế nào? Tôn giả, xin mời vào. Thí chủ, ông đã chứng được quả vị dự lưu. Ta cũng đến lúc nên rời khỏi đây rồi. Đa tạ tôn giả đã thuyết pháp, sau này con nhất định sẽ quán hành bố thí, dùng hết sức mình đi giúp đỡ người khác. Nếu được vậy thì tốt quá. Ta này có thể chứng quả đều là nhờ nhân duyên từ con chó này mà tới. Nếu không phải nó nghênh đón tôn giả thì ta cũng không thể cúng dường tôn giả được. Nó có ân đức lớn với ta, ta nhất định đối xử với nó thật tốt mới được. Tôn giả, thí chủ, có chuyện gì vậy? Tôn giả, ngài còn nhớ con chó nhà tôi ngày trước không? Nó bây giờ mắc bệnh rồi, tôi muốn mời tôn giả lại nhà cầu phước cho nó. Chư hành giai vô thường, chư hành giai thống khổ, chư pháp giai vô ngã, niết bàn tức tịch diệt. Nếu như người đã sinh tâm hoan hỷ với ta, vậy thì cho dù ngươi bị đọa vào súc sinh giới thì ngươi cũng có thể thoát khỏi ác đạo được. Xin hỏi tôn giả, con chó nhà của tôi đã chết rồi, bây giờ tôi nên làm thế nào? Ông hãy đem thi thể của con chó ấy đặt ở nơi thanh tịnh, xương cốt của nó sau này sẽ có chỗ dùng đến. Tôn giả, xin mời vào. Tiểu thí chủ, ta đến để giảng kinh thuyết pháp. Tiểu thí chủ có muốn đến nghe không? Tại sao tôi phải nghe lời ông giảng chứ? Tôi không đi. Thí chủ còn nhớ con chó năm xưa chứ? Nó ở đâu? Tôi nghe theo lời tôn giả, đặt hài cốt của nó trong một căn phòng yên tĩnh. Mời tôn giả theo tôi. Tiểu thí chủ cũng đi xem nhé. Sao trước nay mình không nghe nói đến con chó nhỏ nào vậy? Đi xem thử cũng được. Tôn giả, chính là căn phòng này đây.
Tiểu thí chủ, xin hãy nhìn thật kỹ bộ xương này, phải chăng sẽ nhớ lại điều gì đó? Thì ra kiếp trước của mình chính là con chó nhỏ này. Vì được sự gia trì của tôn giả mới khiến con thoát khỏi kiếp bàn sinh mà có được thân người. Chính vì thế, tôn giả có ân lớn với con xin nghe tôn giả giảng pháp. Đa tạ tôn giả giảng kinh thuyết pháp cho con. Tôn giả, con hy vọng có thể xuất gia dưới sự giáo pháp của Đức Phật Thích Ca, tinh tấn tu hành. Con phải được sự đồng ý của cha mẹ mới có thể xuất gia được. Xin cảm ơn tôn giả. Tôn giả, cha mẹ đã đồng ý cho con xuất gia rồi. Xin tôn giả thâu nhận con làm đệ tử. Để ta dẫn con tới tăng đoàn tỳ kheo ni, để trưởng lão ni Maha Bà Sa Ba Đê xuống tóc xuất gia cho con, rồi thọ cụ túc giới. Xin cảm ơn tôn giả. Rất cảm ơn ngài. Ngài giúp con từ trong xuất sinh giới được giải thoát. Thời gian này con tinh tấn tu học, đã đoạn trừ tam tận phiền não, đến nay con đã chứng được quả A-la-hán. Đây đều là nhờ ân đức của ngài. Con đã từng là loài bằng xanh, chính ngài đã giải thoát cho con ra khỏi xuất sinh giới. Con có thể chứng được thánh quả cũng là nhờ nhân duyên ngài mấy lần đến truyền pháp. Tôn giả, vì sao mà vị tỳ kheo ni này ngày nào cũng đều nói rất cảm ơn ngài? Ngài đã giúp con giải thoát ra khỏi xuất sinh giới. Các vị vẫn còn nhớ con chó của gia đình người thí chủ mười mấy năm trước ở thành Xá Vệ không? Đúng là con chó cái nhỏ đó. Nó đối với chúng ta rất tốt, nhưng mà đã rất lâu không thấy nó nữa rồi. Nó chính là kiếp trước của vị tỳ kheo ni này. Lúc đó ta truyền pháp cho nó, nó vì thế mà sanh lòng hoan hỷ với ta. Sau khi con chó nó chết đi, sanh làm con gái của vị thí chủ. Con gái thí chủ nhờ nhớ lại kiếp trước của mình, cho nên thường nói lời cảm ơn với ta. Ồ, một con chó nhỏ cũng có thể tu hành chứng quả A-la-hán. Thế thì tôi cũng phải nỗ lực tu hành, nhất định thoát ly khỏi sinh tử luân hồi. Đúng. Thế Tôn, vị tỳ kheo ni đó là vì nghiệp báo gì mà nhận quả báo xuất sanh làm con chó? Lại do nghiệp báo nào mà được chuyển sanh làm thân người? Lại vì nhân duyên gì mà có thể dưới sự giáo hóa của Phật xin xuất gia chứng được quả vị A-la-hán? Xin Thế Tôn khai thị cho chúng con được hiểu rõ. Này các tỳ kheo, đây là nghiệp lực từ kiếp trước và nhân duyên của kiếp này của cô ta mà tạo thành như vậy. Trong hiện kiếp này, khi Đức Phật Ca Diếp còn tại thế, tuổi thọ con người đến 2 vạn tuổi. Lúc đó, tại vườn Thí Giả ở Ấn Độ, có cô con gái của vĩ đại thí chủ, có đại tính tâm thanh tịnh với Đức Phật Ca Diếp và dưới sự giáo pháp của ngài mà xuất gia. Cô ấy tinh thông tam học, trì giới rất thanh tịnh, đầy đủ phạm hạnh, là một vị thượng sư truyền thụ Phật pháp. Vì vị này thuyết pháp độ chúng sanh, cho nên được rất nhiều người cúng dường. Thế nhưng vị ấy cho rằng, ta một mình sao dùng hết nhiều như vậy, không bằng phát tâm đem những tài vật này cúng dường cho tăng chúng. Nói rồi liền đem những tài vật mỗi lần được cúng dường đem đến cúng dường cho tăng chúng, duy trì cuộc sống cho tăng chúng. Có một lần vị này gặp phải việc gấp, nhờ tăng chúng giúp đỡ. Nhưng tăng chúng vì cũng đều đang bận việc, cho nên không ai có thể giúp được việc ấy. Vị tỳ kheo ni này nhất thời phát sinh lòng sân hận rất lớn, chửi rủa chúng tăng.
ta thường ngày việc gì cũng đều quan tâm giúp đỡ các vị, cúng dường các vị, làm rất nhiều việc cho các vị. Nhưng mà đến lúc ta gặp phải chuyện cấp bách, lại chẳng có một người đến chịu giúp đỡ. Các vị một chút lương tâm cũng không có, giống như là con chó cái vậy. Tăng chúng nghe thấy vị tỳ kheo ni này dùng từ chó cái, thì biết được vị tỳ kheo ni này đã tạo ác nghiệp rất lớn. Bèn nói với vị tỳ kheo ni: ngươi là ai? Và chúng tôi là ai? Vị tỳ kheo ni tức giận trả lời: các vị là người xuất gia, tôi cũng là người xuất gia. Tăng chúng liền đáp lại với tỳ kheo ni: có điểm không giống nhau. Tuy đều là người xuất gia, nhưng trong số chúng tôi có người chứng được thánh quả, còn ngài vẫn còn là một người phàm phu. Vì vậy, ác khẩu đã tạo thành tội nghiệp rất lớn. Điều đó sẽ khiến ngài thọ khổ trong vòng luân hồi. Ngài nên sám hối lại tội nghiệp mới phải. Sau khi nghe xong những lời nói ấy, vị tỳ kheo ni cảm thấy trong lời nói thật có lý, cho nên sanh tâm hối hận vô cùng. Thế là trong nửa đời còn lại, vị tỳ kheo ni không ngừng sám hối và tinh tấn hành trì tịnh giới. Lúc sắp lung chung, vị tỳ kheo ni này phát nguyện: nguyện cho một đời trì giới cúng dường của tôi, khiến cho tôi đời đời kiếp kiếp đầu sanh vào nhà phú quý, tướng mạo trang nghiêm, có thể dưới sự giáo pháp của Phật Thích Ca xuất gia tu hành, chứng quả A-la-hán, và hy vọng những tội nghiệp ác khẩu mắng nhiếc tăng chúng khi xưa không thành thục. Tuy vị tỳ kheo ni này phát nguyện như thế, nhưng do ác nghiệp thành thục trước bị chuyển sanh làm chó cái 500 đời, sau đó những nguyện lành kia được thành thục, đến kiếp này mới xuất gia chứng được quả vị A-la-hán. Nhân duyên kiếp này của vị tỳ kheo ni là do khi còn mang thân chó cái đã khởi sanh lòng hoan hỷ và tấn tâm với tôn giả Xá Lợi Phất. Chính lòng hoan hỷ và tấn tâm ấy đã giúp cho con chó cái có được thân người trong kiếp này, xuất gia và chứng được thánh quả. Nam mô A Di Đà.
Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.